Tập 9. Kim ca có sức bền ở chân. Kim ca sức mạnh ở lưng. Đội sòng bạc ngũ phúc luôn luôn không lùi bước. Kim ca có sức bền. Kim ca có sức mạnh. Đội hồng tụ thư viện là một đội tồi tệ. Kim ca toàn thân đều có sức mạnh. Bọn muội ai cũng yêu thích. Các người có sức bền, bọn ta có kế sách. Thích cái gì mà thích, sẽ đánh các người lăn ra đất. Cố lên. Đội hồng tụ cố lên. Cố lên. Tần Khanh gia, ngươi làm cũng không tệ. Rất tốt. Tạ hoàng thượng hoàng ân hậu đãi. Kính chúc hoàng thượng đất nước vạn dặm, sống lâu trăm tuổi. Hoàng thượng ơi. Được rồi, các con đừng có ồn ào nữa. Đừng có lộn xộn nữa. Tần Khanh gia, người con gái mặc áo trắng đó là ai thế? Bẩm hoàng thượng, cô ta tên là Hồng Lệ, từng là đệ nhất Hoa Kỳ của chốn thanh lâu trong thành Lâm An này, bây giờ là chủ của đội bóng này. Vậy sao? Chính là đội mặc áo choàng trắng đó. Vâng. Vậy được, bắt đầu từ bây giờ, trẫm sẽ là người hâm mộ của đội mặc áo choàng trắng đó. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Quay lại đây, đưa cho ta. Hay lắm. Đá hay lắm. Đá đi. Kim ca cố lên. Kim ca cố lên nào. Đá hắn đi. Đá hay lắm. Cố lên. Mau nhìn xem, hình như hoàng thượng đang nhìn đương gia đấy. Đúng thật đó. Nếu mình cũng được đá thì tốt biết mấy. Đương gia này, hoàng thượng đang nhìn gì đấy? Con nói bậy cái gì vậy chứ? Mau xem đá bóng đi. Thật đấy, con nói thật mà, con không có lừa gì đâu. Vừa rồi hoàng thượng nhìn gì đấy? Dì nhìn xem, hoàng thượng lại nhìn gì nữa rồi? Các con đến xem bóng, hay là đến xem hoàng thượng đây? Cái nào bọn con cũng muốn xem. Dì không nhìn không biết đấy thôi. Thật ra hoàng thượng cũng rất đẹp trai. Đúng vậy đó. Vậy có phải các con động lòng với hoàng đế rồi không? Về chuyện này thì một mình con động lòng thì có ích gì chứ? Đúng vậy đó. Chuyển bóng đi. Tên hôn quân sắp mất mạng đến nơi rồi mà còn háo sắc. Đá hay lắm, chặn rất tốt. Đã đến lúc đưa Vương Bưu ra sân. Này, Vương tỷ tỷ, sân bóng ở bên kia. Đứng lại. Vé đâu? Ra phía sau xếp hàng đi. Vé đâu rồi nhỉ? Sao lại không thấy nữa rồi? Vé bị mất rồi. Số bạc này coi như là tiền phạt đi, có được không? Lần sau nhớ mua vé đấy, vào trong đi. Tại sao lại thay muội ra chứ? Huynh ấy không biết đá bóng, nếu thua thì tính sau đây, sẽ không thua đâu. Huynh tự có sắp xếp. Đá đi chứ, đá qua bên này đi, bên kia nữa. Đá đi, nhanh lên, mau đá đi. Hay lắm. Tạ
tại sao Phương Bách Hoa lại đến đây chứ? Tiểu Quyên, bảo các huynh đệ chuẩn bị. Vâng. Đã đến lúc ra tay rồi. Tần đại nhân, bắt người đàn bà đó lại cho ta. Nhớ kỹ, đừng làm kinh động đến hoàng thượng. Ti chức đã rõ. Mau biến đi. Đúng, đúng rồi. Người cút đi. Vân Nhi, chuyển lạnh xuống. Cẩn thận đề phòng. Cha, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Tóm lại, cẩn thận đề phòng, đảm bảo an toàn cho hoàng thượng. Nhận lấy. Đón lấy. Chặn bóng hắn lại. Hay, hay lắm. Đá đi chứ, giữ bóng đi. Đưa bóng cho ta. Cẩn thận. Hộ giá. Đi. Tên hôn quân, ta không tha cho người đâu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Bảo vệ hoàng thượng, đi mau. Lấy hắn. Lên đây. Bắt lấy hắn. Đừng ra tay, là người của mình. Nhìn xem ta là ai. Hắc
Bạch bang chủ, đừng đánh nữa, ta nhận ra hắn. Ngươi không nhìn nhầm chứ, hắn chính là quan binh đó. Không cần biết hắn là ai, hắn nhất định sẽ không hại Phương tỷ tỷ đâu. Tên tiểu tử kia, mau đứng lại cho ta. Tên vô lại, ngươi không cần tiền thưởng nữa sao? Phim được dịch, Thuyết Minh họ cùng một bọn đấy. Đừng hiểu lầm, bọn họ đang truy sát bọn ta. Hai vị bang chủ, tên ta, chúng ta chặn bọn họ lại trước rồi tính tiếp. Để Phương tỷ tỷ đi trước. Được, được thôi. Ngươi làm gì thế? Không làm gì cả, ta cứu cô thôi, không cần ngươi cứu, mau thả ta xuống. Đừng nói nữa, cũng không được cử động, sẽ nguy hiểm lắm, ta không sợ nguy hiểm. Mau thả ta xuống ngựa, mau thả ta xuống ngựa đi. Ngươi có thả ta xuống không? Ta không thả. Nếu ngươi không thả ta, ta sẽ tự mình nhảy xuống, cô không được phép nhảy xuống. Ngươi thật to gan. Nếu ta không to gan thì có thể cứu cô thoát khỏi tay của bọn họ sao? Như vậy mới đúng, biết nghe lời thì tốt. Ngươi mau biến đi cho ta. Đừng có bướng bỉnh nữa, trên người có vết thương. Nếu còn cử động, máu sẽ chảy nhiều hơn, vết thương sẽ càng nặng. Nếu ta để cô ở lại đây, cho dù cô không bị bọn họ bắt thì cũng mất mạng vì bị thương. Ta sẽ nhanh chóng đưa cô đến một nơi an toàn để điều trị vết thương cho cô. Nếu không, công sức mà bạn cô liều mạng cứu cô sẽ trở nên vô ích, có hiểu không? Đi bên nào đây? Trên góc tường có một ký hiệu. Phó đường chủ, phía trước có một quán trà. Rồi thả ta xuống. Phó đường chủ, nhanh lên. Không cần người đỡ. Chậm thôi. Nào. Này, cô làm gì vậy chứ? Ngươi muốn vô lễ với ta? Ta chỉ muốn thay quần áo thôi, để tránh người khác nghĩ ta là quan binh. Đừng hòng lợi dụng được ta. Ai thèm lợi dụng cô chứ? Này, đừng có động tay động chân đấy. Vậy ngươi còn không mau buông ta ra? Buông tay ra, cô lại đánh ta nữa. Buông ra. Này, cô nương. Buông ta ra. Phương Bách Hoa, ta tuyệt đối không tha cho người đâu. Phương Bách Hoa, thì ra cô chính là người đàn bà nổi tiếng đanh đá. Oan uổng quá, oan uổng quá đi. Thả ta ra ngoài. Các ngươi cùng kêu oan với ta có được không? Ta đến 1, 2, 3, các ngươi cùng lao oan uổng với ta nào, có được không? 1, 2, 3. Oan uổng quá. Oan uổng quá đi. 1, 2. Oan uổng. Oan uổng quá. Oan uổng quá đi. Các người hô theo làm gì chứ? Các người hô cái gì? Nào, chúng ta cùng nhau hô đi. 1, 2, 3. Oan uổng quá đi. Cùng nhau hô đi. Bọn ta cũng oan ức mà. Các người la cái gì chứ? Còn la nữa ta sẽ xử các người. Oan uổng quá. Không được la nữa. Oan uổng quá đi mất. Các người mau la lên đi. Oan uổng quá đi. Lý đại bổn sự, huynh la lâu như vậy, chắc cũng mệt rồi chứ.
coi như ta gặp xui xẻo, ngồi tù chung với các người. Vẫn là ta ngồi tù một mình, sung sướng hơn. Được một mình là hết thoải mái, oai phòng biết bao. Ta đói rồi. Người đâu? Ta muốn ăn tôm càng xối mỡ, bao tử nướng chui, tứ hỉ bò viên, cá chép nướng chui, heo sữa nướng, cá lóc chiên xù. Thôi được rồi, đừng có la nữa. Không la thì làm gì chứ? Nhược Nam, chuyện này muội phải nghe ta, ta có kinh nghiệm. Khi ngồi tù, không được quá thật tha. Ta biết huynh rất thích ở tù. Không phải huynh thích ngồi tù, mà là thường xuyên ngồi tù. Thế thì có khác gì nhau? Sao giống nhau được chứ? Thích là thích, còn thường xuyên là thường xuyên. Được rồi, đừng nói nữa. Ta đang nghĩ, Kim Ca sẽ bị giam ở đâu chứ? Huynh ấy với Vương Biêu bị quan binh giam ở chỗ khác. Liệu họ đối xử với hai người đó như thế nào? Thì ra muội đang lo lắng cho tiểu Kim Ca. Thì ra muội không cho huynh la, không phải vì sợ huynh la đến rách họng, mà là sợ huynh làm phiền đến muội. Đang suy nghĩ đến huynh ấy, huynh ấy cũng là bạn của huynh mà, lẽ nào huynh không lo? Tất nhiên là lo rồi, nếu không huynh la lớn tiếng như vậy để làm gì chứ? Cách lo lắng này của huynh thật sự rất đặc biệt. Nhưng mà theo đệ nghĩ tiểu Kim Ca sẽ không sao đâu. Tại sao chứ? Không phải huynh ấy có quen Nhạc Nguyên soái sao? Nhất định sẽ bảo lãnh huynh ấy ra ngoài. Ông chủ, khi nào chúng ta mới được thả ra đây? Đúng vậy đó, bị giam không mất mạng thì cũng bị tên Lý Đại Bổn Sự hành hạ mất mạng, oan uổng quá. Lại là nữa rồi, các người đừng có gấp mà, Cao đại ca sẽ tới ngay thôi. Cao đại nhân đến rồi. Đại ca, cứu đệ với. Đại ca, cứu đệ. Đại ca, mau cứu bọn đệ ra khỏi đây đi. Các đệ không cần phải vội, ta đang cầu xin Tần đại nhân. Các đệ nhất định sẽ không xảy ra chuyện đâu, sẽ sớm ra khỏi đây thôi. Nhưng mà, không có nhưng mà gì hết. Các đệ và tên thích khách không có liên quan gì đến nhau cả, chỉ là có chút nghi ngờ mà thôi. Tạm thời bị giam giữ theo luật lệ, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà, đồng bọn của tên thích khách kia, kết cục sẽ như thế nào thì rất khó nói. Người phải nói cho rõ ràng, ai là thích khách, ai là đồng bọn chứ. Chuyện này, các người biết rõ hơn ta. Dám ám sát hoàng thượng, người có biết đầu mình nặng bao nhiêu không? Các người đã giam Kim Ca ở đâu rồi? Hắn ta tất nhiên không giống với người khác rồi, chắc chắn là thoải mái hơn các ngươi nhiều. Các người đã làm gì Kim Ca rồi? Đến giờ phút này còn có tâm trí lo cho người khác? Theo ta nghĩ, các người tự lo cho mình thì hơn. Sao hả? Đã dùng hình với họ rồi sao? Đúng vậy. Vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng, sao lại dùng hình được chứ? Về chuyện này thì giám sát đại nhân nói rằng cả hai đều không thành thật thú tội, cho nên mới thú tội. Thú tội cái đầu nhà ngươi, muốn chém muốn xử thì tùy, ta không sợ đâu. Ngươi, ngươi chính là Nhạc Phi. Không sai. Lão phu chính là Nhạc Phi. Không sai. Lão tử đây chính là Vương Biêu. Vương Biêu. Vương Biêu. Cha mẹ cho ngươi thân thể lành lặn, tại sao không biết quý trọng bản thân mà lại làm ra những chuyện khờ dại như vậy? Hoang đường. Vậy mà còn hồ đồ đi hành thích hoàng thượng. Ta khinh. Phim được dịch, thuyết minh và lồng ngôi tại phim TV. Đánh cũng không có ích lợi gì. Nếu lòng hắn đã quyết, có đánh cũng vô dụng mà thôi. Nhạc Nguyên soái, những người bạn của tại hạ sao rồi? Chính là những người cùng đá bóng với tại hạ. Chuyện này không liên quan gì đến họ cả. Bọn họ vô tội. Chuyện này thì ta biết. Ngươi cứ yên tâm đi. Nhạc mẫu sẽ cố hết sức mình. Tiểu huynh đệ, ngươi phải biết rằng bây giờ người đáng được quan tâm nhất chính là ngươi. Tại hạ rõ ràng lúc đó là tại hạ đã ngăn cản Vương Biêu. Lẽ nào tại hạ đã làm sai chuyện gì sao? Không, ngươi không làm sai gì cả, mà còn làm rất đúng nữa. Vì vậy, ta rất cảm kích ngươi. Ngay cả hoàng thượng cũng nên cảm kích ngươi mới đúng. Nhưng mà trước sự chứng kiến của mọi người, ngươi là người cuối cùng truyền quả bóng có thuốc nổ cho Vương Biêu. Nhạc Nguyên soái, lẽ nào ngài cũng không tin tại hạ sao?
Tất nhiên là ta tin ngươi rồi, cho nên ta mới đến đây. Ta muốn ngươi nhớ kỹ câu này của ta. Có thể ngươi sẽ chịu nhiều khổ cực mà cả ngươi thương cũng không thể chịu đựng được, nhưng ngươi phải tiếp tục kiên trì. Ngươi có hiểu không? Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để rửa sạch tội danh của ngươi, trả lại sự công bằng cho ngươi. Ngươi phải tin vào ta. Nhạc Mỗ tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin mà ngươi đã dành cho ta. Ngươi yên tâm đi. Ta phải lấy mạng ngươi. Tần đại nhân, tha mạng. Xin hãy tha mạng, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Ngươi còn phải trị thương cho bổn quan nữa mà. Tần đại nhân, đừng trợn mắt nghiến răng có được không? Vết thương sẽ bị rách ra đó. Tần đại nhân, ngài đúng là phước lớn mạng lớn. Ngài bị thương nặng như vậy mà vẫn bình an vô sự. Đây rõ ràng là người có phúc, sẽ được trời giúp. Câm miệng. Phúc lớn mạng lớn, còn gặp phải chuyện xui xẻo như thế này. Tần đại nhân, ngài cần phải yên tĩnh mà dưỡng thương. Hạ quan xin được cáo lui. Tần đại nhân, tốt nhất là ngài không nên đội mũ, nếu không sẽ dễ để lại sẹo. Xin ngài hãy nhớ kỹ. Không đội mũ, đồ thần kinh. Trong thiên hạ làm gì có vị quan nào mà không đội mũ quan chứ? Tần đại nhân, Cao tiểu cầu cầu kiến. Cho hắn vào đi. Sao hả? Muốn cười sao? Tham kiến Tần đại nhân. Bổn quan có chỗ nào để ngươi đáng cười sao? Không có. Không có chỗ nào cả. Tuy trước chỉ bị cảm mạo nên muốn hắt hơi thôi. Ngươi đến thật đúng lúc. Có chuyện muốn hỏi ngươi. Cha hỏi tên thích khách đến đâu rồi? Bẩm đại nhân, Tuy trước đã dùng hình thẩm tra, sẽ sớm có được kết quả thôi. Được. Được lắm. Đại nhân, vết thương của ngài, vì sự an toàn của hoàng thượng, những vết thương này có đáng là gì? Tần đại nhân, một lòng trung thành với hoàng thượng, cũng đã hết lòng vì quốc gia đại sự, đúng là tấm gương của Tỳ chức. Tỳ chức kính phục và rất ngưỡng mộ ngài. Theo những gì Tỳ chức điều tra, Lục Thiếu Khiêm không có liên quan gì đến chuyện hành thích hoàng thượng cả. Thật sự vô tội. Mong đại nhân minh xét. Thả bọn họ ra đi. Đại nhân sáng suốt, đại nhân anh minh. Ta cũng biết bọn họ không liên quan đến chuyện này. Ý của đại nhân là, có phải đã điều tra ra được danh tính của tên thích khách đó rồi không? Người nói đúng lắm. Để bổn quan nói cho người biết, thủ phạm hành thích hoàng thượng không phải ai khác, đó chính là Phương Bách Hoa. Chém, chém hết cho trẫm. Ngay cả trẫm cũng dám hành thích, đúng là to gan. Hoàng thượng bớt giận. Bớt giận sao? Trẫm mà nguôi giận thì mạng cũng không còn. Không xử bọn họ thì hôm nay Trương Tam ám sát, mai thì Lý Tứ, hôm khác thì Vương Ngũ. Trẫm có còn được ngủ nữa không? Có được ăn cơm hay xem đá bóng nữa không? Còn nữa, trẫm còn cần phải trị quốc nữa không? Chém, chém hết cho trẫm. Hoàng thượng nói rất có lý, nhưng mà thần nghĩ rằng nếu chặt đầu tất cả những người có liên quan, có thể sẽ xử oan người vô tội. Hơn nữa, trong đội tuyển đá bóng còn một người nữa là người có công. Có công là ai? Có công đá quả bóng có chất nổ như vậy mà cũng có công sao? E là phải nổ tung trẫm lên mới được coi là có công. Hoàng thượng có điều không biết, trong đội bóng đó có một người tên là Kim Ca, chính là hắn đã liều mình giữ lại tên thích khách đó, nên hoàng thượng mới may mắn mà thoát khỏi tai kiếp. Lúc đó trẫm sợ quá đi mất. Còn nhớ được chuyện gì nữa? Tình huống cấp bách, nhớ không rõ cũng không có gì lạ. Chỉ mong hoàng thượng hiểu rõ thần là người như thế nào. Chuyện vô căn cứ, thần không bao giờ nói lung tung. Tất nhiên là trẫm biết. Khanh nói như vậy làm trẫm có chút mơ hồ. Theo như khanh nói, tên Kim Ca đó không những là vô tội mà còn có công cứu giá nữa. Hiện tại thần không dám phán đoán bừa. Đợi sau khi vụ án được làm rõ, có công hay có tội sẽ sớm được phơi bày thôi. Trẫm sẽ nhanh chóng cho người đi điều tra. Tạ hoàng thượng, thần xin cáo lui.
Thần khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ, điều tra thế nào rồi? Trẫm đang rất nóng lòng. Khởi bẩm hoàng thượng, thần vừa mới điều tra xong, kẻ chủ mưu hành thích hoàng thượng lần này là cánh tay trái của Dương Lâm, tên là Phương Bách Hoa. Động đinh hồ, lại là đám người họ Dương đó. Hoàng thượng biết rõ mọi chuyện, chỉ nhớ rất đáng kính phục. Thì ra Phương Bách Hoa này vừa mới cướp quân lương của triều đình, hoàng thượng vừa định phát binh vây đánh động đinh hồ. Hôm nay lại dám to gan lớn mật đến hành thích hoàng thượng, ý định tạo phản rõ như ban ngày. Bây giờ bọn chúng chỉ chiếm giữ một vùng, hoàng thượng có thể bày kế để dụ bọn chúng đầu hàng. Còn theo tình hình hiện tại, đám người này với hoàng thượng như nước với lửa, không đội trời chung. Trái bóng chứa thuốc nổ này đã làm rõ tất cả mọi thứ. Có hoàng thượng thì không có chúng, có chúng thì không có hoàng thượng. Hoàng thượng, nếu không xử bọn chúng thì chúng sẽ xử hoàng thượng. Vậy sao? Nếu đã như vậy thì trẫm sẽ cho chúng một cơ hội, để trẫm và bọn chúng kết thúc ân oán này, xem ai xử được ai. Phó đường chủ tới rồi. Nhanh nào. Nào, cẩn thận. Dám hỏi huynh đệ tôn danh quý tánh là gì, hiện đang ở đâu, để tiện hôm nào đến phủ để tạ ơn. Tại hạ là Tống Sĩ Tuấn. Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là cơ duyên trùng hợp, không cần cảm ơn. Có phải Tống huynh đệ là bạn của đám người Tiểu Lương Sơn ở thành Lâm An, người ta thường gọi là Lôi Đình Vũ, Tống Sĩ Tuấn không? Đúng là tại hạ. Nói ra cũng là huynh đệ cùng đạo, vậy thì không cần phải khách sáo nữa. Tất nhiên rồi. Không lẽ vị cô nương này cũng là một trong những thủ lĩnh của Quý Bang sao? Nói ra chỉ khiến người sợ thôi. Cô ấy là phó đường chủ của 8 bang và 16 hội huynh đệ của bọn ta đó. Hóa ra là như vậy. Không làm người sợ đấy chứ. Nói đùa chút thôi. Sau này Tống huynh đệ sẽ có một chỗ dựa vững chắc rồi. Mong là như vậy. Phương tỷ tỷ, tỷ cảm thấy thế nào? Ta đỡ nhiều rồi, nhưng vết thương còn đau một chút. Vết thương không chảy máu thì tốt rồi. Tỷ có biết lúc nãy ai đã cứu tỷ không? Hắn ta tên là Tống Sĩ Tuấn, biệt hiệu là Lôi Đình Vũ. Nghe nói hắn ở trong thành Lâm An vô cùng có tiếng tăm. Cái gì mà Lôi Đình Vũ? Đừng nhắc tới hắn nữa. Phương tỷ tỷ làm sao thế? Người ta là ân nhân cứu mạng của tỷ đó. Cái gì mà ân nhân cứu mạng? Rõ ràng là một kẻ vô liêm sỉ. Phương tỷ tỷ, muội cảm thấy tỷ rất kỳ lạ. Người nào cũng nghĩ hắn rất tốt, tướng mạo tốt, nhân cách cũng tốt nữa. Nếu lúc nãy không phải muội cố hỏi hắn ta, ngay cả tên hắn cũng không chịu nói. Thả ta xuống. Đừng cử động. Cô làm gì vậy chứ? Người dám vô lễ với ta. Phương tỷ tỷ, Phương tỷ tỷ ơi, tỷ đang nghĩ gì thế? Không có nghĩ gì cả, tỷ nói dối. Lúc trước tỷ nghĩ gì cũng đều nói cho muội biết, nhưng lần này rõ ràng tỷ đang suy nghĩ chuyện gì đó nhưng lại không nói cho muội biết. Có phải tỷ đang giận muội không? Ta thực sự không nghĩ gì cả. Muội đừng suy nghĩ nhiều. Có nghĩ hay không chỉ có tỷ mới biết. Ai mới là người thật sự nghĩ nhiều chứ? Đi mau. Đáng đời. Huynh nói cái gì? Ta nói ngươi đáng đời. Ta thật sự hối hận. Trước khi lấy mạng tên hôn quân đó thì phải xử ngươi trước. Đúng là chó săn của triều đình. Chỉ vì lúc đó ta cản huynh lại, cho nên huynh mới hận ta như vậy. Nếu như ngươi không cản ta lại thì tên hôn quân đó đã tan xác rồi. Ta thật sự không hiểu tại sao huynh lại hành thích hoàng thượng. Ngươi không cần phải hiểu. Bởi vì ngươi đã cứu mạng của tên hôn quân đó, ta muốn ngươi một mạng đổi một mạng. Bây giờ ta không thể lấy mạng được ngươi. Sau khi ta mất, có biến thành ma cũng không tha cho ngươi. Tại sao phải lấy mạng ta cho bằng được chứ? Huynh làm như vậy sẽ hại đến rất nhiều người vô tội. Thảm kịch hôm nay huynh cũng đã nhìn thấy rồi. Huynh không cảm thấy đau lòng hay sao? Chỉ cần lấy mạng được tên hôn quân đó, cho dù hôm nay tất cả mọi người đều mất mạng, ta cũng cảm thấy rất là vui sướng. Đừng. Vương Biêu ra thẩm vấn. Người cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ta không lấy mạng ngươi thì cũng có người lấy mạng ngươi thôi. Hơn nữa bây giờ ta rất muốn lấy mạng ngươi.
Người đâu? Chuẩn bị dùng hình. Xin đừng dùng hình mà, ta không muốn, ta khai, ta sẽ khai hết. Được, bổn quan hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời, ai là đồng bọn của ngươi, và ai đã sai khiến ngươi? Đồng bọn của ta là Thiêm Ca, là hắn đã sai khiến ta. Vương Biêu, Vương Biêu, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta biết chứ, ta đang thú tội mà. Trong vụ án này, khẩu cung của ngươi sẽ là bằng chứng. Nó có thể làm cho ngươi sống, cũng có thể làm cho ngươi mất mạng. Ngươi có biết không hả? Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói. Ta biết. Phim được dịch, thuyết minh. Ta biết mà. Nếu như ngươi biết rồi, thì ta cũng không cần nói nhiều nữa. Nhưng mà ta muốn khuyên ngươi một câu. Nếu ngươi biết gì thì cứ nói, còn không biết thì đừng nói bậy. Ta không nói bừa, ta không nói bừa đâu. Ta sẽ không nói bừa đâu mà. Nhưng ngươi cũng cần phải hiểu là những gì ngươi nói là thật hay giả. Ta sẽ kiểm tra rõ ràng. Ta sẽ không tha cho kẻ có tội, và cũng không đổ oan cho người tốt. Cao đại nhân, làm gì thế? Cứ để cho hắn nói đi. Được, ngươi nói đi, ta nghe đây. Ta tên là Vương Biêu. 2 tháng trước, Kim Ca đã đưa cho ta một gói thuốc nổ. Hắn ta bảo làm một trái bóng có chứa thuốc nổ. Có lý nào lại như vậy chứ? Khẩu cung này mà được ghi ra thì mạng Kim Ca khó mà giữ được. Vậy thì kho báu Lương Sơn sẽ không còn manh mối nữa. Thì ra chính là 2 tên phản tặc này. Không xử bọn chúng thì khó mà giải tỏa cơn hận thù của trẫm. Thần đã rõ, giờ ngọ ngày mai sẽ treo đầu thị chúng. Không được, trước khi trời sáng phải cho bọn chúng đầu lìa khỏi cổ. Trẫm không muốn chúng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thần tuân chỉ. Còn có chuyện gì nữa? Khởi bẩm hoàng thượng, Hồng Tụ thư viện có liên quan đến lần hành thích này, không biết hoàng thượng xử lý thế nào. Chém, chém hết, chém hết cho trẫm. Thần tuân chỉ. Khoan đã, lúc nãy khanh nói Hồng Tụ thư viện gì đó. Khởi bẩm hoàng thượng, tên thích khách đó là người của đội bóng Hồng Tụ thư viện. Chủ đội bóng là một người đàn bà tên là Tức Hồng Lệ. Hoàng thượng có muốn sửa à không? Chuyện này không cần phải vội, trẫm sẽ tự lo liệu. Tuân chỉ. Đau quá đi mất. Cô lên này, cô đi có một chút thôi thì đã nhức mỏi tay chân rồi, cô đã già thật rồi. Ăn nói vớ vẩn, chạy cả một quãng đường. Đó gọi là chạy sao? Mà phải gọi là chạy trốn mới đúng. Hơn nữa, lưng của tỷ là bị đám đàn ông thối đó đụng trúng, không phải do chạy mà đau lưng. Muội không biết thì đừng có nói. Muội đừng nói cô Liên già nữa. Cô Liên còn muốn làm đến 80 tuổi nữa mà. Đáng ghét. Vòng tay của muội bị mất rồi. Rõ ràng lúc nãy muội còn nhìn thấy mà. Nhất định là muội làm rơi trên đường rồi. Mọi người ai cũng hoảng loạn cả lên. Tỷ còn bị người ta đạp mất một chiếc giày. Chiếc giày rách của tỷ có đáng là gì? Vòng tay của muội mới có giá trị. Ta khinh, muội mới là giày rách đó. Đừng vì mất đồ mà chút giận lên người khác. Các tỷ muội đừng cãi nhau nữa, có được không? Dù sao thì mọi người cũng đã sống sót trở về. Còn bảo bối của chúng ta, không biết bây giờ thế nào nữa. Chắc không bị chém đầu đấy chứ. Lục Hà, tỷ đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy. Đương gia. Đương gia ơi, dì mau nghĩ cách đi. Đúng vậy, bảo bối bị giam trong nhà lao, không bị chém đầu thì cũng sẽ bị dày vò thân xác, mỗi ấy da thịt mịn màng, nếu lỡ để lại vết sẹo gì đó thì khó lấy chồng lắm. Đúng vậy đó, ta khinh, nhược nam đắc tội với tỷ chỗ nào? Sao tỷ lại chù ẻo mỗi ấy? Tỷ không có, tỷ đang lo cho mỗi ấy mà. Dì ơi, dì vẫn chưa nghĩ ra cách sao? Đương ra, dì quen biết nhiều người trong quan phủ, chỉ cần dì lên tiếng thì bọn họ sẽ giúp đỡ cho dì mà. Đúng vậy đó, vô dụng thôi. Họ không giúp được gì đâu. Hơn nữa, cũng không dám giúp đỡ. Hành thích hoàng thượng là tội lớn tày trời. Bọn họ trốn còn không kịp, sao lại muốn dính vào chuyện này chứ? Phải làm sao đây? Các tỷ còn ở đây làm gì nữa, còn không tìm nơi khác để lánh nạn. Lánh nạn gì chứ? Các tỷ thật sự quá ngốc rồi. Đội bóng là người của Hồng Tụ thư viện chúng ta, quan phủ chắc chắn không tha cho chúng ta. Mau đi thôi, nếu không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Cái gì chứ? Các tỷ nhìn xem, muội đã chuẩn bị đồ đạc hết rồi. Đương gia, nếu dì không chê thì dì có thể cùng về quê với con. Các tỷ muội, mau đi thôi. Mau đi thôi nào. Đúng đấy, phải mau đi thôi. Chúng ta có thể trốn đi đâu được chứ? Chuyện hành thích hoàng thượng chúng ta đều không biết gì cả. Bây giờ chúng ta không trốn thì tốt hơn. Nếu trốn sẽ khiến quan phủ nghi ngờ chúng ta có tật giật mình, vì tội mà bỏ trốn. Đến lúc đó có 1000 cái miệng cũng không giải thích rõ được đâu. Phải làm sao đây? Sao các vị lại xông vào đây? Hôm nay bà chủ có việc nên tạm thời đóng cửa. Quan gia, đương gia, Cao đại nhân, gấp gáp như vậy, không biết có việc gì không?
Tức đương gia, đừng có đóng kịch nữa. Ta hỏi cô chuyện gì thì cô trả lời chuyện đó. Nói đi, phòng của tên thích khách Kim Ca ở đâu? Thích khách Kim Ca. Hai người ra ngoài trước đi, đứng gác ở cửa. Nhớ kỹ, không được cho bất kỳ ai vào đây. Có biết chưa? Vâng. Bên trong thế nào rồi? Đang lục soát cái gì thế? Kỳ lạ, tại sao chỉ lục soát phòng của Kim Ca, còn không cho người khác vào nữa? Thật là bí ẩn. Đúng vậy, con cũng thấy có chút không hợp lý. Này, con qua bên đó nghe ngóng xem sao. Nghe ngóng thế nào đây? Con không còn tỉnh táo rồi sao? Muội biết rồi, muội biết nên làm thế nào rồi. Đi mau lên. Các vị đại ca, sao các huynh chỉ lục soát phòng này thôi vậy? Phòng này. Đi ra chỗ khác để muội nói cho các huynh nghe. Trong phòng của các tỷ muội của muội cũng đáng để lục soát lắm. Các vị đại ca, hay là các huynh đến lục soát đi. Tránh ra đi. Không lục soát thì thôi, sao lại đánh người ta chứ? Đồ đàn ông thối. Thế nào rồi? Không nhìn thấy rõ, nhưng mà chắc chắn là có vấn đề. Tức thật, bản đồ có thể giấu ở đâu chứ? Tức thật, ta không tin là không cậy được miệng của ngươi. Đi. Đợi đã. Cao đại nhân, ngài lục soát xong rồi sao? Lục soát xong rồi. Sao hả? Theo ta thấy, Cao đại nhân nên lục soát thêm một chút thì tốt hơn. Cô nói như vậy là có ý gì? Ta không có ý gì cả, chỉ là có chút không hiểu. Cả Hồng Tụ thư viện này rộng rãi đến như vậy, nhưng ngài chỉ xét có một phòng, còn đích thân mình làm nữa, cài cả then cửa, bí mật như vậy. Không biết Cao đại nhân rốt cuộc đang lục soát thứ gì? Bổn quan muốn xét cái gì thì có liên quan gì đến cô? Sao Cao đại nhân lại nói chuyện như vậy? Hồng Tụ thư viện này của ta mặc dù chỉ là một thanh lâu nhỏ bé, nhưng mà không phải là nơi ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cô muốn đe dọa ta sao? Không dám. Cao đại nhân luôn miệng nói rằng ngài được lệnh của cấp trên. Ta chỉ muốn biết hôm nay được lệnh của cấp trên rốt cuộc là muốn lục soát gì đây. Cái mà đại nhân bọn ta muốn xét tất nhiên là chứng cứ rồi. Chứng cứ? Chứng cứ gì chứ? Đừng có giả vờ nữa. Tất nhiên là chứng cứ mà Hồng Tụ thư viện các người hành thích hoàng thượng rồi. Vậy Cao đại nhân đã tìm được chứng cứ gì rồi? Có thể đem ra đây không, để bọn ta cúi đầu nhận tội? Nhiều chuyện. Được. Tức đương gia, coi như cô thông minh, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Đi. Không được, không được đi. Nói rõ ràng rồi hãy đi. Cao đại nhân, đừng vòng vo nữa. Phim được dịch, ta thấy tối nay ngài không xét được thứ gì cả, có đúng không? Đúng là bổn quan không tìm được chứng cứ nào cả. Thế thì đã sao chứ? Cao đại nhân đêm khuya tới đây lén lút lục soát bí mật như vậy, sau khi lục soát lại không tìm được chứng cứ gì. Nhưng mà người của bọn ta vẫn còn nằm trong tay ngài. Bây giờ không biết ra sao. Không có bằng chứng thì thả người đi. Nói một cách khác, cho dù ngài không thả người, nhưng ta phải được gặp họ để xác nhận rằng bọn họ có bị ngài xử oan hay không. Cũng không quá đáng chứ? Tức đương ra, cô thật sự rất biết mơ mộng. Cô dựa vào đâu mà ra điều kiện với ta? Đi. Không được đi. Dừng tay. Mau dừng tay lại.
Được lắm. Tức đương gia, cô muốn vào nhà giam gặp bọn họ đúng không? Vậy thì ta sẽ tọa nguyện cho cô, dẫn theo à đàn bà này đi. Đứng lại, ta sẽ cho cô nếm trải cảm giác ngồi tù là như thế nào. Các tỷ muội, không cần lo lắng, ta sẽ sớm trở về thôi. Tên họ Cao kia, ta không tin trong thành Lâm An này người có thể một tay che trời. Chẳng lẽ không có phương pháp sao? Dẫn đi. Vâng. Đương gia, tính sao bây giờ? Là ai dám cản đường ta? Hoàng thượng có chỉ, đưa Tức Hồng Lệ của Hồng Tụ Thư Viện vào cung ý kiến. Ta chính là Tức Hồng Lệ. Cô là Tức Hồng Lệ. Sao lại như vậy chứ? Phải làm sao đây? Rốt cuộc muốn làm gì chứ? Cô ta dám kinh động đến Hoàng thượng.